Xin được hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 2 âm lịch. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Trong chương trình ngày hôm nay thì Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ cùng với quý vị và các bạn về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên của những gia chủ tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 trong tháng 2 âm lịch. Các chuyên gia tử vi cảnh báo trong tháng 2 âm lịch này thì những gia chủ tuổi Tân Tỵ phải chịu nhiều ảnh hưởng bởi hung tinh thái tuế nên phải gánh vác trên vai rất nhiều những áp lực và nhất là vấn đề về kinh tế. Họa vô đơn chí, đây là một năm cực động nếu bản mệnh không nắm được vận trình thái tuế và cách hóa giải hung tinh thì những gia chủ tuổi Tân Tỵ rất dễ trắng tay. Tiền bạc thì đội nón ra đi, có kiếm được thì cũng phải tiêu hết. Ngoài ra thì sẽ có thể là gặp đại nạn trong năm 2022 nhâm dần này. Tiểu nhân sẽ vây hãm và quấy phá liên tục. Nhưng quý vị cũng đừng vì thế mà những gia chủ tuổi Tân Tỵ phải lo lắng quá nhiều. Những khó khăn chắc trở đến với mình trong cuộc đời này thì chỉ để giúp chúng ta hoàn thiện bản thân hơn mà thôi. Và chắc chắn rằng là sau cơn mưa trời lại sáng. Và bây giờ thì để cho quý vị biết cách đi đúng hướng thì những gia chủ tuổi Tân Tỵ trong tháng 2 âm lịch này sẽ có được những đột phá thành công thì chắc chắn là quý vị sẽ phải xem hết nội dung video chi tiết của chúng tôi ngày hôm nay để có thể biết rõ được vận trình tài lộc của mình trong tháng 2 âm lịch cùng với đó là gia đạo tình duyên. Vâng, và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi phần nội dung chi tiết ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 có nạp âm là Bạch Lạc Kim. Họ là người trọng tình trọng nghĩa, trọng chữ tín và đối xử với mọi người không phân biệt giàu sang. Họ có tinh thần trách nhiệm rất cao, vì vậy mà ít nhiều sẽ đạt được những thành công nhất định trong cuộc sống. Mặc dù khó tránh khỏi những thăng trầm theo thế cuộc, nhưng hoàn cảnh nào họ cũng có thể thích ứng rất tốt. Người tuổi Tân Tỵ mềm dẻo nhưng nóng tính, thích giao tiếp, trao đổi, tính cách hướng ngoại. Sự nồng nhiệt của họ còn thể hiện ở chỗ thích những nơi vui nhộn, sôi động và ưa náo nhiệt. Chính vì vậy, họ không giỏi che giấu cảm xúc của mình mà thường tâm sự trao đổi, chia sẻ với mọi người. Mọi cảm xúc của họ đều bộc lộ qua nét mặt hay những phản ứng tâm lý về hành động, lời nói hay thái độ. Quá trình tìm việc sau khi tốt nghiệp của người tuổi Tân Tỵ trong tháng này có thể không mấy suôn sẻ vì kinh nghiệm chưa có nhiều, cộng với tính kiêu ngạo nên dễ bị lừa gạt, lợi dụng, thậm chí là làm những việc trái pháp luật mà không hề hay biết. Để không tự đẩy bản thân vào những tình huống nguy hại, bạn nhất định phải học cách tỉnh táo nhìn người, đồng thời kiềm chế cái tôi của mình, đừng mộng tưởng xa vời. Chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ và giữ thái độ cầu thị, bạn mới có thể tránh được rất nhiều rắc rối. Xét về thiên can, Tân âm kim gặp quý âm thủy nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Tân Tỵ có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt trong công danh sự nghiệp. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Năm nay, một số bạn có thể bước sang một ngưỡng cửa mới của cuộc đời, đó là tốt nghiệp và bắt đầu đi tìm việc làm. Không nên quá lo lắng mà hành động hấp tấp, hãy bước những bước chậm mà chắc bởi chặng đường tương lai của bạn vẫn còn rất dài. Xem tử vi tuổi Tỵ năm 2022, với những Tân Tỵ đang ngồi trên ghế nhà trường, việc học hành tiến triển thuận lợi, gia chủ có thể hoàn thành được mục tiêu đã đặt ra và bước sang trang mới của cuộc đời. Vì vẫn còn trẻ, chưa va chạm nhiều nên bản mệnh có nhiều điều kiện cần phải học hỏi, tốt nhất hãy giữ thái độ khiêm tốn lắng nghe, tránh tình trạng ngựa non háo đá, chống đối người có vị trí cao hơn. Thời điểm này, bạn có một vài cơ hội để thể hiện bản thân, gây ấn tượng với cấp trên. Vì thế, hãy mạnh dạn bày tỏ ý kiến quan điểm của mình. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Tân Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tình hình tài chính nhìn chung ổn định, bạn có thể kiếm được những đồng lương đầu tiên nên đây có thể coi là một dấu hiệu đáng mừng. Bên cạnh đó cũng có thể nhận được sự hỗ trợ của cha mẹ, người thân nên cuộc sống nói chung là khá ổn định. Người tuổi này nên học cách chi tiêu tiết kiệm và có kế hoạch rõ ràng, tránh dùng tiền phung phí cho những mục đích không thực sự chính đáng.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi của phong thủy lộc tài cho thấy, người tuổi Tân Tỵ chủ yếu có sức khỏe tốt trong năm 2022. Có điều cần giữ tinh thần lạc quan, hăng hái, tích cực khi đối diện với mọi vấn đề trong cuộc sống. Gặp khó khăn cũng không nên chán nản, thất vọng, suy nghĩ quá nhiều, gây ảnh hưởng không tốt đến tinh thần. Đặc biệt là nam mệnh còn trẻ tuổi nên dễ nóng nảy, chú ý tránh xô xát với người khác nếu không dễ bị thương ngoài ý muốn. Cần phải chú ý mặc dù ít ốm đau bệnh tật nghiêm trọng nhưng khó tránh bị té ngã tai nạn trong lúc làm việc hoặc đi lại. Đừng cậy sức trẻ mà thức quá khuya, kiêm nhiệm quá nhiều công việc cùng lúc, mệnh chủ đổ bệnh lúc nào cũng không hay. Người tuổi Tân Tỵ còn trẻ, thường bị cuốn vào công việc, tình yêu mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Thời gian này bạn nên có một chế độ nghỉ ngơi, ăn uống, luyện tập nghiêm túc với chính mình, ngừng ngay suy nghĩ còn trẻ, còn khỏe mà bỏ bê bản thân. Các quý gia chủ tuổi Tân Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Tân Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Mối quan hệ xã giao của người sinh năm 2001 mở rộng hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Không chỉ có các mối quan hệ bạn bè mà còn có cả quan hệ đồng nghiệp cấp trên và cấp dưới. Cần phải chú ý cách cư xử để gây ấn tượng tốt với mọi người xung quanh. Mệnh chủ Tân Tỵ có thể sẽ tự đẩy người mình yêu ra xa vì những suy nghĩ tự ti thiếu sáng suốt của mình. Người ấy không hiểu được những cảm xúc hiện tại của bạn, cũng cố gắng để bạn chia sẻ mà không thành công. Con giáp này có thể tìm vui bên bạn bè xấu, khiến cho quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng đi xa. Bản mệnh là người ham vui và đôi khi quên mất trách nhiệm của mình với gia đình, người thân, khiến cho người ở bên cạnh không khỏi thất vọng. Người độc thân dễ u mê trong chuyện tình cảm, có khi đâm đầu vào ngõ cụt mà cứ ngỡ rằng mình sắp tìm thấy đường ra. Cẩn thận, kẻo bị lừa gạt cả tình lẫn tiền mà không hề hay biết, còn nghĩ mình đang sống trong hạnh phúc. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Mão, Lục Hợp Tuất, Tam Hợp Mùi và Hợi Thành Mộc Cục, Xung Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thân. Đối với người tuổi Tân Tỵ trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 2 năm 2022, tức ngày 11 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hài Thủy. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 2 năm 2022, tức ngày 23 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tân Tỵ trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 2 năm 2022, tức ngày 8 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 2 năm 2022, tức ngày 20 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Tân Tỵ và trong tháng 2 âm lịch này. Và chắc hẳn là quý vị đã biết được là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong quý vị tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 thì hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của Phong Thủy Gia Cát.